Này, chờ này nhá, là bà Bim mời nhá. Mới mua được xe, mới mua được nhà, làm ăn phất nhanh thật đấy. Này, có bí kíp gì chia sẻ với bạn bè tí nào? Chả có bí kíp gì cả. Thế bà chưa bao giờ nghe cái câu là phụ nữ thông minh, xinh đẹp, không bằng may mắn à? Là tôi đây. Khiếp, bà đúng là may mắn thật đấy. Bao nhiêu cái may ấy, nó đổ ập về bà, còn bao nhiêu cái vận rui xẻo nó cứ đổ dồn về tôi này. Thế bà thử nhìn lại mình xem, bà có cái tí quyến rũ nào không? Nói tôi nghe xem nào. Trên răng dưới thì... Thôi, đừng có trêu bà ấy nữa, không lại tự ái bây giờ. Đấy, chỉ có Dương là thương tôi nhất thôi. À, còn Toàn, nghe nói là bạn làm cái chức gì nó cao lắm, thế giờ Toàn làm gì rồi? Tớ làm nhân viên bình thường thôi, không có gì lớn lao cả. Toàn đang làm ở công ty nào thế? Vừa mới nhìn là biết người ta làm ở công ty nhỏ rồi. Chứ mấy cái công ty lớn á, quan chức cấp cao ấy, tôi quen hết mà. Ui, thế mấy cái sugar daddy của bà ấy, như thế nào ấy? Giới thiệu tôi phát nào? Bí mật, nói ra ấy thì lộ hết. Bà chỉ cần biết là tôi quen biết bọn họ là được. Éo ơi, khiếp. Thế sau này nhá, nếu mà tôi có đi xin việc ấy, thì vất vả nhờ bà rồi. Chuyện nhỏ. Bây giờ tất cả mọi người đều sống tốt, như vậy là tốt rồi. Thế còn bà, giờ bà làm gì rồi? Giờ tôi cũng chỉ là nhân viên bình thường, giống như Toàn thôi. Mà này, tôi thấy ông bà cũng đẹp đôi đấy. Hay là đến với nhau đi, xong bọn tôi đẩy thuyền cho. Ô, nhìn cái gì kìa? Cái bà này. Bà đã nghiện lại còn ngại. Tôi đẩy thuyền nhá, là chỉ có chuẩn thôi. Dương ấy, người ta thông minh, xinh đẹp như thế, sao lại đi cặp với cả cái đứa nhân viên quèn như thế được? Này, bà có cần không? Tôi làm mai cho. Thôi. Tôi không cần đâu. Cái bà này vô duyên, chẳng tinh ý gì cả. Cái người ta thích ấy, ngồi ngay bên cạnh như này rồi. Bà nhìn mà phải biết chứ. Người ta có ý tốt, có mối ngon thì người ta làm mối cho. Không cần thì thôi. Hay là bây giờ cứ dắt nhau về nhá, xong rồi làm giàu cho công ty khác đi. Rồi đến già thì nhận lương hưu, cần gì phải làm giàu nữa nhỉ? Này, bà nói gì thế? Có kẹo ngon à? Giới thiệu tôi cái nào? Bà bị giờ hơi đấy à? Mấy cái thằng quan chức cấp cao ấy, nó cần bà làm gì? Mơ mộng. Nếu như mà không còn việc gì nữa thì mình đi về đi. Phục vụ, tính tiền. Sao thế? Toàn bị mất ví à? Sáng nay Toàn nhớ là có mang theo rồi, nhưng mà giờ lại không thấy đâu cả. Toàn nhớ lại xem, nhỡ là rơi ở đâu. Thôi, đi về đi. Chầu này tôi trả cho. Có đáng là bao đâu mà quên ví, chả mất ví. Kịch bản này tôi quen quá rồi. Alo, tôi nghe đây. Dạ vâng, tôi đến ngay. Thấy chưa, tôi nào có sai đâu, kịch bản cũ dích. Đi về đi, cũng tiện. Mọi người ơi, tôi đang cần tiền gấp, nhưng mà mất ví, mất giấy tờ, mất cả thẻ rồi. Mọi người có thể cho tôi vay ít tiền được không? Cái gì? Đã không trả nổi chầu nước rồi, bây giờ lại còn phải đi vay tiền nữa. Thực ra thì tôi đang gấp lắm, cần tiền gấp, cho nên là mọi người cho tôi vay được không? Tôi sẽ trả lại mà. Éo ơi, khiếp, diễn như thật đấy. Thôi bà My, đại gia nhiều tiền cho Toàn vay đi kìa. Bà bị điên đấy ạ? Thừa tiền đâu, mà có tiền cho vay thì cũng phải cho người nào mà có khả năng kiếm tiền để vay chứ. Cho nó vay thì mất hết à? Éo, giàu mà kiệt. Tôi có. Bà bị điên đấy ạ? Cậu cần bao nhiêu tiền? Tôi cần 20 triệu, hơn thì càng tốt. Trong này vừa hay tớ cũng có 20 triệu. Tớ vừa rút lúc sáng về cho mẹ. Mà thôi cậu cứ cầm đi, lúc nữa tớ rút xong cũng được. Này, người ta nói như thế mà bà cũng còn cho vay được à? Nó đang đảo mỏ bà đấy. Cảm ơn Dương nhá, tớ đi trước đây. Tôi đùa là bà tử thật à? Đấy, giờ ôm tiền nó đi rồi đấy. Tôi đã bảo rồi, vừa nhìn là biết là loại không có tiền. Tự nhiên không đâu, từ trên trời rớt xuống 20 triệu. Nó làm tiền còn kinh hơn cả mình ấy. Bà nói gì cơ? Không có nói gì đâu. Tôi bảo là Dương nó bị lừa mà. Tôi tin là Toàn cần tiền thật, chứ Toàn không phải là người như vậy đâu. Tôi cũng tin đấy. Nhưng mà từ lúc anh ta cầm tiền ấy, mà đi luôn ấy, là cái độ tin cậy của tôi nó giảm xuống một nửa rồi. Nhưng mà không sao,
Thì đó là tiền của bà, chứ không phải tiền của tôi đâu, tôi phải lo. Thôi, không nói nhiều nữa mệt quá. Hay là bây giờ đi tăng 2 đi, hai bà đi không? Thôi, tôi phải đi rút tiền để mang về cho mẹ đây. Cho hai cậu. Mất hứng, ai bảo đút tiền cho nó làm gì cơ. Thôi đi về đi, dỗi rồi. Ôi giời ơi, gì thế này? Thấy chưa, tôi đã bảo rồi thì không tin cơ. Đã bảo là con Dương nó bị lừa rồi. Bây giờ á, sự thật rành rành đang trước mặt kia kìa. Nếu như không có việc gì thì hai cậu tránh ra đi, để tôi còn đi có được không? Không. Toàn này, Dương tin tưởng cậu, thế mà cậu lại đi nuôi gái như thế này à? Không phải như cậu nghĩ đâu. Đúng là cái bọn không có tiền, vừa nông cạn lại còn đểu cáng nữa nhở. Cậu biết thừa là Dương tin tưởng cậu, yêu cậu, cho cậu vay tiền, mà cậu lại đi lừa tình cảm của cô ấy. Khốn nạn. Tôi đang vội lắm, nói chuyện sau đi. Này, nói cho rõ đã. Này, để tôi nói cho mà nghe nhá. Chả qua ấy, là con Dương nó hiền thôi, chứ nếu phải tôi á, hai người á, như xương rồi. Đúng rồi, như xương. Chuyện không liên quan đến hai cậu đâu, tránh ra đi cho tôi đi. Này, được rồi, đứng im đây. Để tôi gọi cái Dương đến chứng kiến cái cảnh cái loại bắt cá hai tay như cậu. Cậu đứng lại. Này, sao bà không ngăn cái đôi cẩu nam cẩu nữ lại? Việc gì tôi phải làm như thế? Vừa bẩn tay còn trả ra đâu vào với đâu cả. Này, hãy quay lại về cho cái Dương xem. Phiền đấy, đi về. Sao lại phiền? Này, mấy bà nhá, mấy bà không thể nào biết được con bé nó sinh thế nào đâu. Lại còn nhá, khép nép sợ sệt, cứ như là mới đầu bước ra thành phố ấy. À, cái ô tô kìa, à, con người kìa. À. Này, kinh chết đi được ấy. Mà nó ghét. Tôi đã bảo với bà rồi, nó đào mỏ bà thì bà không tin. Bây giờ á, giàu nhưng mà ngu ấy, cố mà chịu. Nhưng mà hai người tận mắt chứng kiến thật à? Đến bây giờ mà bà vẫn còn tin Toàn, bà nghĩ bọn tôi đặt điều nói xấu bà với Toàn á? Không phải, không phải là tôi có ý đó. Ui giời, Dương ơi, tỉnh lại đi, Duyên âm ấy, Dương ơi, bỏ đi không được đâu Dương ơi. Đấy, bao nhiêu mối ngon thì cứ đi từ chối, bây giờ lại còn đi trồng cây sim cái thẳng trả ra gì, đúng là dại, quá dại. Bà bỏ ngay mấy cái mối ngon của bà đi, toàn là cha có vợ có con rồi, động vào con ngày sưng mặt. Ô, này, bà rủ ai đấy? Tôi chỉ nói thế thôi, gì căng. Ít ra nhá, người ta còn có nhà, có xe đàng hoàng, không phải lo cơm áo gạo tiền gì. Chứ ai như mấy bà suốt ngày tình yêu tình báo. Để rồi xem, có lợi ích gì không? Này, bà bớt lại đi, nghiệp bà nặng lắm rồi đấy. Những người mà không cùng đẳng cấp ấy, thì nói chuyện không nghe lọt tai đâu, biết chưa? Tôi cũng không rảnh mà ngồi đấy, đi xen vào chuyện của mấy người nữa, đi về. Này, thôi, dỗi à? Đấy, thấy chưa? Bây giờ nhá, không cần bọn tôi phải dắt bà đến hiện trường. Tự mình đi kiểm chứng đi, xem bọn tôi nói có sai không. Cô ấy là ai? Không phải như Dương nghĩ đâu, mọi người hiểu lầm cả rồi. Dương, đợi đã. Dương, khốn nạn lần hai. Dương, đi đâu đây? Trên đời này có hai thứ đáng khinh nhất. Một là nghèo. Hai đã nghèo còn đều nữa. Này, công ty này xét tuyển có một vị trí. Bà không làm đi, còn dẫn tôi đi theo làm gì? À, thì tại vì tôi đang quen một gã giám đốc ở đây, cho nên là đi làm để gần lão, chứ còn hàm hồ cái gì đi làm, phiền chết đi được. Mà thôi, bà cứ đi vào đấy với tôi đi, xong rồi tôi bảo người ta sắp xếp cho một vị trí nào đấy ngon ngon. Chứ bà đi làm ở cái công ty cũ đấy á, lương trả được bao nhiêu, chả hiểu bao giờ mới giàu được ấy. Nhưng mà nhỡ tôi được nhận, còn bà trượt thì sao? Tôi nhiều mối mà, bà lo cái gì?
kìa. Tình địch của bà cái kìa. Trái đất đúng là tròn thật đấy. Đang định đi tìm cái con tiểu tam để đi đánh ghen hộ bạn mình. Thế nào mà nó lại xuất hiện ở đây mới hay chứ. Thôi mà. Thế nào? Anh Toàn đâu? Sao không đi cùng mày à? Thôi. Thôi bỏ qua cho cô ấy đi. Bà này, bà cứ hiền như thế nhá, cả đời không bao giờ ngóc đầu lên được. Bà phải để tôi. Này, thằng Toàn đâu? Thế dạo này nó nuôi mày có tốt không hả? Đấy, bà thấy chưa? Bà lại còn bênh nó nữa đi. Nó vừa bảo là thằng Toàn nuôi nó tốt lắm rồi kìa. Cô không nói được à? Cô ấy không nói được kìa. Thôi đừng làm khó dễ cho cô ấy nữa. Bà bị điên à? Đây là cơ hội tốt để bà trả thù nó đấy. Bà phải làm cái gì đi chứ. Toàn đã chọn ai rồi ấy, thì tôi cũng không thể thay đổi được. Mà tôi có làm gì cô ấy đi chăng nữa ấy, thì cậu ấy cũng sẽ không chấp nhận tôi đâu. Để tôi. Còn mẹ, mày đi ra đây cho tao. Đúng là hết nói nổi rồi. Mày chẳng khác gì nó cả. Một lúc vô dụng. Em cứ làm sao không? Vì cậu còn làm quá rồi đấy. Ok. Đấy, thấy chưa? Cho đến cuối cùng ấy, thằng Toàn vẫn chọn cái con nhỏ đấy, coi bà như là người vô hình ấy. Chả giảm sao? Thôi, đi vào phỏng vấn cho nó đậu đi, để còn mà phục thù nó nữa chứ. Đi. Tôi không còn hứng để mà phỏng vấn nữa. Sao lại nói thế? Bà phải đi chứ. Ai bảo tự nhiên lúc nãy hứng cho nó làm cái gì? Ướt hết cả người rồi. Đi. Em có sao không? Anh xin lỗi nhá, anh bận họp quá, để em một mình cho nên. Được rồi, từ bây giờ trở đi, anh đi đâu đi chăng nữa, cô sẽ đi ăn theo cùng, được không? Ơ, cậu là chủ tịch à? Là hai cậu à? Nhưng mà cậu làm chủ tịch lúc nào thế? Rõ ràng cậu nói với tôi là làm nhân viên gì gì đấy cơ mà. Là nhân viên quen chứ gì? À không, ý tôi không phải như thế. À, mà Toàn ngồi cái ghế này đúng là sang chảnh thật đấy. Cậu là chủ tịch thật à? Đúng như vậy. Tớ đang muốn tìm Dương để trả lại số tiền hôm đó, nhưng mà chưa tìm được. Để tư lại nhá. Ồ, thôi, dù sao ấy thì cậu cũng sắp trở thành sếp của nó rồi, còn nợ lần cái gì nữa. Thật ra là hôm nay bọn tôi đến đây để xin việc, hay là cậu có thể... Được chứ. Alo, thông báo giúp tôi đến giám đốc Thắng nhé. Báo với anh ta là anh ta bị sa thải. Lý do à? Lý do là sugar baby của anh ta đến công ty làm loạn. Dương, cậu muốn xin vị trí gì? Cậu được nhận rồi. Thôi, để tôi xin ở công ty khác cũng được. Alo, có chuyện gì thế? Em đang trong giờ làm việc mà. Cái gì cơ? Định sa thải rồi á? Anh tên là Thắng á? Ok. Này, cậu vừa làm cái gì đấy? Công ty của tôi không chứa chấp những thành phần gọi đến các tổ chức như vậy. Tôi muốn dạy cho anh ta bài học về sự trân trọng hạnh phúc gia đình, cả cậu nữa. Tốt nhất đừng lên dây vào những người đã có gia đình rồi. Cậu đợi đấy. Mi, đợi tôi với. Dương, chờ đã. Em thích cô ấy à? Thôi xong rồi, em gái tớ chấm Dương rồi. Thế này thì cậu phải làm yêu tớ thôi. Cô ấy là em gái của cậu.
Đúng vậy, cách đây không lâu em mới bị tai nạn, tâm lý có chút ảnh hưởng, chắc là do ám ảnh vụ tai nạn, và thanh khoản của nó cũng bị ảnh hưởng, cho nên tạm thời không nói được. Ôi, vậy mà tớ... Lần trước họp lớp là tớ mất ví thật, mất cả tiền, cả thẻ, cả giấy tờ tùy thân nữa. Lúc ấy tớ đang bị lên cơn, cho nên tớ phải mượn tiền của Dương, may mà Dương đồng ý giúp đấy. Tớ lúc nào cũng tin Toàn, vậy mà lần này tớ lại nghi ngờ Toàn và cô ấy. Tớ xin lỗi. Người xin lỗi phải là tớ mới đúng. Vì sợ tớ kích động nên là làm gặp Dương tớ cũng chưa kịp giải thích. Dương đồng ý là người yêu của tớ nhé. Đúng là ngồi xe chủ tịch thích thật đấy. Tôi đã bảo mà, tôi đã để thuyền cho hai người là chỉ có chuẩn thôi. Cảm ơn bà nhé. Không có gì đâu, mình sao tôi thích là được rồi. Bà lại làm sao nữa đấy? Không ngờ tòa nhà mình lại ấm áp như thế đấy. Cái bà này chạy gì mà kinh đấy. Ôi trời, mi đây à? Mặt sao thế? Chỉ bị đánh ghen chứ làm sao nữa. Ôi trời, bà có sao không? Không cần mấy người quan tâm, tôi đi đây. Thôi đã bảo bà rồi, thả được con nghiệp nữa. Đấy, bây giờ nghiệp nó dính vào người đấy. Này, bạn bè bị như thế, bà vui lắm đấy à? Không, tôi có cười đâu mà tôi cực kỳ bà... Thôi, tôi bảo bà rồi, bà bỏ đi, đừng làm mấy trò ấy nữa, nghiệp nặng lắm ấy. Thì tôi cũng bỏ chứ còn gì nữa, sợ lắm rồi. Bây giờ bọn mình đang đi ăn đấy, hay là bà đi cùng luôn nhá? Tôi vẫn có thể đi ăn với mọi người được á? Được chứ, bà là bạn của bọn tôi mà. Thôi, tôi ngại lắm. Thôi, mấy bà đi chơi vui vẻ nhá. Không sao đâu, ý của Dương cũng là ý của tôi đấy. Đi ăn cả đi. Thấy chưa, tôi đồng ý rồi, bà phải đi cùng với nhá. Đâu? Tôi quên, tôi xin lỗi, gì mà cắt. Tôi đi trước nhá. Đi thôi. Cái gì? Con bé đấy cũng đi à? Là em gái của Toàn đấy. Cái gì? Em gái á? Sao thế? Tư Thắng à? Này, đi tìm cho tôi cái quần, nhanh lên. Tư Thắng à? Tới tháng cái gì? Để đội chứ làm cái gì? Bây giờ mặt mũi nào nhìn nó nữa. Vậy lát nữa tí đi ăn đấy thì bà phải xin lỗi thành tâm vào. Con bé đáng yêu lắm, như tôi vậy. Thôi đi vào đi.